Hi, xin chào cả nhà và đến với kênh chia sẻ kẻ thuốc. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một bài thuốc là trị đỏ mắt, nhưng mà đỏ mắt đỏ nha các bạn. Bài thuốc này mình có thể kết hợp và uống để khi mình bị đau mắt đỏ nha. Thì bài thuốc này mình hôm mình bị đau mắt thì cũng có cái mùa bị đau mắt, thì các bạn có thể sử dụng bài thuốc này. Khi mình uống thì nó đỡ rất là nhiều ha. Bài thuốc này gồm có sáu loại nha. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình lá tre 30g. Lá tre 30g nè, một loại nè. Rau má 30g. Bồ ngót 30g. Lá dâu tầm 30g. Rễ của cây cỏ xước này 30g. Và 10g lá chanh. Có nghĩa là mình sử dụng là 30g bồ ngót, 30g lá dâu, 30g rễ cỏ xước và 30g rau má, 30g lá tre và 10g lá chanh. Bồ ngót các bạn có thể mát thì các bạn có thể chuẩn bị 50g, lá dâu tầm 30g, rễ cỏ xước 30g, rau má 30g, lá tre 30g, lá chanh 10g. Có 6 loại này các bạn bỏ rửa sạch và các bạn sắc đặc và lấy nước chia nhiều lần trong ngày các bạn uống nha, thì các bạn có thể trị được cái đau mắt đỏ. Đau mắt đỏ rồi. Ngoài ra thì bệnh đau mắt đỏ thì cũng khá là nguy hiểm nếu như mình không biết nha, bởi vì mình bị đau mắt đỏ thì có thể buổi sáng dậy thì nó đổ gàn là nó gây nhức con mắt rất là nhiều, thì các bạn có thể hơ cái lá trầu không này và các bạn áp lên trên con mắt của mình, hoặc là các bạn có thể nấu nước lá trầu và các bạn nhúng vào trong cái khăn và các bạn úp lên con mắt. Nhưng có một điều kiện là bệnh đau mắt đỏ kiêng cử là các bạn không được qua buổi sáng đâu, các bạn không được cái qua bên nhà hàng xóm hay gì, bởi vì trong cái khi những vợ chồng trẻ người ta quan hệ đó thì người ta vẫn còn cái hơi, thì khi con mắt của mình đang bị mắt đỏ như vậy, các bạn qua và các bạn mắc hơi là các bạn sẽ có khả năng là nổ con người bên trong. Cho nên là các bạn hạn chế bị đau mắt đỏ là các bạn ở nhà dưỡng chừng nào con mắt của mình khỏe là mình đi qua nhà người ta thì được, hạn chế là mình tiếp xúc với người ta. Và đặc biệt là các bạn có thể là cái lá trầu này các bạn nấu và các bạn hơ xong mắt để cho mắt nó không bị nhức, bị rát, thì nó rất là tiện lợi ha. Thì xong rồi thì các bạn chuẩn bị là các bạn nếu mà các bạn đi ra đường mà các bạn qua nhà người ta thì các bạn lại hái cho mình khoảng 1 hay 2 lá rau răm, các bạn lót ở chân cổ cái chỗ cái hốc con mắt và các bạn đeo kiến màu đen thì các bạn có thể tiếp xúc được với người ta. Thì bài thuốc nãy mình có quay cho người ta rồi đó, các bạn có thể sử dụng nha. Thì nếu như sử dụng ở thường xuyên thì các bạn cũng có thể sử dụng bằng cách là các bạn chùm lá trầu này hơi nóng và các bạn áp lên mắt nha, nó hút cái hơi nha. Mắt của mình mà nó dễ, rất là dễ lây mà, cho nên là các bạn có thể sử dụng bài thuốc này. Mắt nó đỏ thì nó đau, nó rát, nó nhức, nó chảy gàng.